Thưa quý vị, Bill Gates và Melinda Gates sắp kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Đây có lẽ là thông tin khiến cộng đồng thế giới bàn luận nhiều nhất trong hôm nay, 4 tháng 5. Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất sau khi mà thông tin tỷ phú người Mỹ Bill Gates ly hôn là số tài sản khổng lồ của ông sẽ được phân chia như thế nào? Bill Gates hiện vẫn là một trong những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính là khoảng 130,5 tỷ đô la Mỹ. Không rõ ông và vợ có thỏa thuận tiền hôn nhân hay không. Tuy nhiên, trong một bài báo đăng tải vào năm 1997, tờ New York Times khẳng định cả hai đã ký một thỏa thuận trước khi kết hôn vào năm 1994. Ông bà Gates đang sống ở Washington. Theo quy định của tiểu bang này, nếu vợ chồng không thể đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản, thì một thẩm phán sẽ phân đôi tổng tài sản của cặp đôi có được sau khi kết hôn. Tài sản thuộc sở hữu của bất cứ bên nào trước khi kết hôn sẽ không được tính tới. Bill và Melinda Gates là hai trong số những người giàu nhất thế giới. Họ cũng là các cá nhân đặc biệt tái định hình hoạt động từ thiện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng khối tài sản cá nhân khi Bill Gates còn điều hành hoạt động của tập đoàn công nghệ Microsoft.